Hello, xin chào cả nhà nha. Hôm nay ba của mình nó có cho mình mấy cái trái dừa này để về kho thịt đó cả nhà. Mình thấy cái cơm dừa này cũng vừa để làm mức nó sẽ rất là ngon nè. Cho nên là mình sẽ lấy lại cái cơm dừa. Rồi mình dùng dao mình bào ra. Xong rồi mình làm mức cái món mức dừa này làm nó rất là đơn giản và nó cũng nhanh lắm cả nhà. Làm xong mình ăn mình uống nước trà vào buổi sáng cũng rất là ngon luôn á. Bây giờ thì mình mời cả nhà cùng mình làm cái món mức dừa hôm nay nha. Cái món mức dừa này á là khá quen thuộc với người miền Tây của mình luôn á. Hễ cứ mà mỗi lần mà Tết đến á là mọi người hay làm cái món mức dừa này nè. Tại vì cái món này làm nó vừa nhanh và nó cũng vừa dễ làm. Buổi sáng á mình châm một bình trà nóng nè, trà vật vợt thôi nha. Vừa uống nước trà ha, vừa nhâm nhi một dĩa mức dừa thì quá là ngon luôn. Cái này là ba trái dừa nè. Mình bào cái cơm ra xong rồi mình đi xả lại nhiều lần với nước cho nó sạch đó cả nhà. Mình xả lại sao mà cho nó hết cái phần nước đục đục của cốt dừa. Mình xả chừng 3-4 nước gì đó là được rồi. Mình rửa được 4 nước rồi nè. Bây giờ thì cái phần nước nó đã trong rồi. Mình vớt cái dừa cơm dừa này ra ngoài cái gỗ mình để cho nó ráo nước ha. Hôm nay mình làm mức dừa ba màu, màu củ cải cà rốt và màu lá cẩm với lại màu trắng ha. Thì củ cải cà rốt này mình đem đi xay ra, rồi mình bắt mình lấy cái nước nó như thế này nè. Còn cái phần đường để mà mình ướp vào trong dừa này nè, thì cứ 1 kg dừa thì mình sẽ cho 500 g đường ha. Hồi nãy lúc mà mình bào dừa xong á, để ráo nước thì mình cân 1 kg dừa, mình chia ra làm 3 phần, thì mỗi một phần như thế là khoảng hơn 300 g dừa thôi. Thì mình sẽ cho là 160 g đường cho mỗi một phần ha. Làm mức dừa thì mình phải chấp nhận cho cái đường nó nhiều như vậy á. Thì khi mà mình sên cái mức lên nó mới kết tinh, nó mới khô cái mức dừa của mình lại. Còn như mà mình sợ ngọt mà mình để ít đường quá đó thì mình sên cái mức dừa nó sẽ không có khô ráo, nó không có kết tinh lại, nó không ngon á cả nhà. Cho nên là tỷ lệ là thí dụ như 1 kg dừa thì mình phải cho 500 g đường thì mình làm cái mức dừa nó mới khô ráo, nó mới ngon. Còn màu lá cẩm hay hoặc là màu cà rốt gì đó thì mình cho vào trong cái dừa này khi nào mà mình thấy cái màu vừa mắt của mình thì được ha cả nhà ha. Ít hay nhiều gì là tùy mình. Nhiều khi có người thì thích nó màu sậm, có người thì thích nó nhạt thôi. Thì mình cho như vậy nè, khi mình sên lên thì cái màu nó cũng vừa, nó cũng đẹp lắm. Đây là cái màu cà rốt nè. Cà rốt á mình cho vào trong mức dừa á. Khi mà mình sên lên nó cái màu nó rất là đẹp luôn á cả nhà. Mà cái củ cà rốt của mình hôm nay á, mình mua được cái cà rốt Đà Lạt á thì nó sẽ ngon hơn. Cà rốt của mình là cà rốt trồng ở đây á, cho nên là cái màu nó không có được đỏ lắm nè. Mà mình mua được cái củ cà rốt Đà Lạt á thì cái màu nó sẽ sậm hơn, nó rất là đẹp luôn. Và đây là cái màu trắng nè. Màu trắng thì mình vẫn để cái liều lượng đường nó cũng giống như mấy màu kia luôn ha. Trộn đều đường lên xong á mình đậy, mình để ra đây tầm khoảng 2 tiếng ha. 2 tiếng đến 3 tiếng thì mình hả sên. Lúc đó thì cái đường của mình nó tan hoàn toàn rồi thì mình sên nó sẽ trong cái mức nó ngon hơn nha. Sau 2 tiếng thì bây giờ mình bắt chảo lên bếp và mình cho dừa vào, mình sên luôn nha. Lúc mới bắt lên trên bếp á thì mình cứ cho cái lửa nó to to để cho nó sôi cái phần nước đường này ha. Xong thì khi mà nước đường nó đã sôi rồi thì mình hạ cái lửa nhỏ xuống ha. Để cho nó liu riu thôi. Để lửa liu riu thôi. Nhưng mà mình phải dùng đũa mình đảo cho nó đều tay như thế này. Cái phần nước đường bây giờ nó sắp ráo rồi. Mình cho vào đây một ít hương vani ha, để cho nó thơm. Cái phần mứt này nó ít thôi, mình cho nửa ống là được rồi. Mình làm mứt thì mình cho lửa thấp thôi ha cả nhà ha. Bây giờ cái nước đường nó chuẩn bị ráo lại nè, lúc này mình cho lửa ít, thiệt là ít luôn nha. Mình chỉ cho nó nóng liu riu thôi. Rồi mình đảo đều như thế này cho đến khi nào cái mứt của mình nó khô ráo lại là được. Mình nhìn xung quanh cái vành chảo bây giờ nó đóng một cái lớp đường trắng trắng cả nhà, là lúc này mứt của mình được rồi nè.
mình nhắc xuống và mình cứ đảo đều như thế này cho đến khi cái mứt của mình nó thiệt là khô luôn ha. Mình cứ đảo liên tục như thế này, lát nữa nó sẽ kết tinh lại và nó khô ráo rất là ngon. Hồi xưa mà mình hay làm mứt dừa này nè, ở quê mà mình làm mứt dừa là mình muốn bảo quản lâu á, là mình đi ra ngoài chợ mình mua cái thạch cao á cả nhà. Thạch cao ở ngoài chợ người ta có bán thạch cao phi sẵn á. Mình đi ra tiệm tạp hóa mình nói là thạch cao để làm mứt dừa thì người ta sẽ bán cho mình ha. Người ta phi sẵn, người ta cà nhuyễn cho mình luôn. Như là bao nhiêu mứt đây á, mình chỉ cần lấy cái tay mình nhéo miếng mình để vô thôi, chút xíu thôi. Mứt của mình bây giờ nó đã khô rồi, mình tắt bếp rồi đó cả nhà. Mình nhắc cái chảo mứt xuống á và mình đảo liên tục như thế này luôn nè. Mình đảo một hồi á là cái phần mứt của mình nó khô ráo á, nó không có bị tươm nước ra ha. Còn mình nhắc xuống mà mình không đảo là nó dễ bị tươm nước lắm nha cả nhà. Cứ đảo liên tục như thế này nha, cho đến khi nào mà cái phần mứt của mình á nó ráo hoàn toàn, nó kết tinh hoàn toàn á và nó giảm cái độ nóng xuống á, là lúc này mình đổ ra ngoài cái mâm ha. Cái mứt dừa của mình bây giờ nó đã nguội rồi nè, nó rất là khô ráo nha. Mình đổ ra ngoài cái gỗ để mình lược bớt cái phấn đường á cả nhà, để cho nó rớt xuống bớt. Và tiếp theo thì hai cái màu còn lại mình cũng sên giống như vậy luôn ha. Hồi nãy cái màu trắng á mình làm trước á, để ngồi mình khỏi mất công rửa cái chảo nè. Xong mình cho luôn cái màu cà rốt vào mình sên luôn. Mình cho ra gỗ mình lược nó lại, cái nó rớt cái phần đường này ra nè. Món mứt dừa của mình làm như vậy là đã xong rồi. Bây giờ thì mình đã có được một cái dĩa mứt dừa rất là ngon luôn ha. Nhìn cái màu cũng rất là đẹp nè. Mình làm mà ba màu nó khá là đơn giản nhưng mà nhìn vào nó cũng rất là đẹp nè cả nhà ơi. Thì thôi, cái món mứt dừa của mình chia sẻ đến đây thôi, mình cũng xin tạm dừng video. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Nếu xem thấy hay thì nhớ cho mình một like và bấm đăng ký theo dõi kênh để xem tiếp những video sau của mình nha. Bây giờ thì xin chào tạm biệt. Bye bye.